tội vi phạm của vị sau khi đi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà rồi xa lìa hơn sáu đêm được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội tội vi phạm của vị sau khi đi để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nhà rồi xa lìa hơn sáu đêm được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dân đến hội chúng, dẫn thuyết phục dân cho bản thân, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị giàu biết lợi lộc đã được khẳng định là dân đến hội chúng, dẫn thuyết phục dân cho bản thân, được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị về việc cố tình nói dối được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị về việc cố tình nói dối được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị nói lời mắng nhiếc được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị nói lời mắng nhiếc được sanh lên do 3 nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị về việc đâm thọc các tỳ khưu được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị về việc đâm thọc các tỳ khưu được sanh lên do 3 nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp theo từng câu, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Các tội vi phạm của vị nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên quá hai ba đêm, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị nằm chung chỗ ngủ với người chưa tu lên bậc trên quá hai ba đêm, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị nằm chung chỗ ngủ với người nữ được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị nằm chung chỗ ngủ với người nữ được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người nữ quá năm hay sáu câu được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị thuyết pháp đến người nữ quá năm hay sáu câu được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Các tội vi phạm của vị tuyên bố Pháp Thượng Nhân đã thực chứng đến người chưa tu lên bậc trên, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị tuyên bố Pháp Thượng Nhân đã thực chứng đến người chưa tu lên bậc trên, được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý, có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Các tội vi phạm của vị công bố tội xấu xa của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị công bố tội xấu xa của vị tỳ khưu đến người chưa tu lên bậc trên được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. các tội vi phạm của vị đào đất được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? các tội vi phạm của vị đào đất được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. có thể sanh lên do thân và do ý. Không do khẩu, có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị về việc phá hoại sự sống của thảo mộc được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị về việc phá hoại sự sống của thảo mộc được sanh lên do 3 nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị về việc nói tránh né, về việc gây khó khăn, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị về việc nói tránh né, về việc gây khó khăn, được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị về việc phàn nàn, về việc phê phán, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị về việc phàn nàn, về việc phê phán, được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị sau khi trải ra giường hoặc ghế hoặc nệm hoặc gối kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời, rồi không thu dọn và ra đi không thông báo, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị sau khi trải ra giường hoặc ghế hoặc nệm hoặc gối kê thuộc về hội chúng ở ngoài trời rồi không thu dọn và ra đi không thông báo được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không thu dọn và ra đi không thông báo, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị sau khi trải ra chỗ nằm ở trong trú xá thuộc về hội chúng, rồi không thu dọn và ra đi không thông báo, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị giàu biết dẫn chen vào chỗ của vị tỳ khưu đã đến trước, rồi nằm xuống ở trong trú xá thuộc về hội chúng, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị giàu biết dẫn chen vào chỗ của vị tỳ khưu đã đến trước, rồi nằm xuống ở trong trú xá thuộc về hội chúng được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của vị nổi giận bất bình rồi lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị nổi giận bất bình rồi lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của vị ngồi lên trên chiếc giường hoặc chiếc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị ngồi lên trên chiếc giường hoặc chiếc ghế loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu trong trú xá của hội chúng, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp mái hai ba lớp lại quyết định vượt quá mức ấy được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị sau khi quyết định phương thức của việc lợp máy hai ba lớp lại quyết định vượt quá mức ấy được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị dầu biết nước có sinh vật, dẫn tưới lên cỏ hoặc đất sét được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị dầu biết nước có sinh vật, dẫn tưới lên cỏ hoặc đất sét được sanh lên do ba nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị chưa được chỉ định mà giáo giới các tỳ khưu ni, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? các tội vi phạm của vị chưa được chỉ định mà giáo giới các tỳ khưu ni được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân các tội vi phạm của vị giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị giáo giới các tỳ khưu ni khi mặt trời đã lặn, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý, có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Các tội vi phạm của vị sau khi đi đến ni diện rồi giáo giới các tỳ khưu ni, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị sau khi đi đến ni diện rồi giáo giới các tỳ khưu ni, được sanh lên do hai nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị phát ngôn rằng, các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị phát ngôn rằng, các tỳ khưu giáo giới các tỳ khưu ni vì nguyên nhân lợi lộc, được sanh lên do ba nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? các tội vi phạm của vị cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân quyến được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý không do thân có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị may y cho tỳ khưu ni không phải là thân quyến, được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với tỳ khưu ni được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị hẹn trước rồi đi chung đường xa với tỳ khưu ni được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của vị hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với tỳ khưu ni được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị hẹn trước rồi cùng lên một chiếc thuyền với tỳ khưu ni được sanh lên do 4 nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị giàu biết dẫn thọ thực thức ăn được tỳ khu ni môi giới, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị giàu biết dẫn thọ thực thức ăn được tỳ khu ni môi giới, được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu các tội vi phạm của vị cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của vị thọ thực ở phước xá vượt quá mức ấy được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị thọ thực ở phước xá vượt quá mức ấy được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của vị trong trường hợp vật thực dân chung nhóm được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị trong trường hợp vật thực dân chung nhóm được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị trong trường hợp vật thực thỉnh sau được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị trong trường hợp vật thực thỉnh sau được sanh lên do hai nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị sau khi đã thọ lãnh đầy hai hoặc ba bình bát bánh ngọt, lại thọ lãnh quá mức ấy, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị sau khi đã thọ lãnh đầy hai hoặc ba bình bát bánh ngọt lại thọ lãnh quá mức ấy, được sanh lên do sáu nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do khẩu, không do thân, không do ý, có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị thọ thực xong và đã từ chối vật thực dân thêm, lại thọ thực vật thực cứng hoặc vật thực mềm, không phải là thức ăn thừa, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị thọ thực xong và đã từ chối vật thực dân thêm, lại thọ thực vật thực cứng hoặc vật thực mềm, không phải là thức ăn thừa, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối vật thực dân thêm, nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm, không phải là thức ăn thừa, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị yêu cầu vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã từ chối vật thực dân thêm, nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm không phải là thức ăn thừa, được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân, có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái thời, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm vào lúc sái thời, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được tích trữ, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị thọ dụng vật thực cứng hoặc vật thực mềm đã được tích trữ, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị yêu cầu các loại vật thực thượng hạng cho nhu cầu của bản thân rồi thọ dụng được sanh lên do bốn nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị đưa thức ăn chưa được bố thí vào miệng, được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu, các tội vi phạm của vị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ lõa thể hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực mềm đến đạo sĩ lõa thể hoặc nam du sĩ ngoại đạo hoặc nữ du sĩ ngoại đạo được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị nói với vị tỳ khưu rằng, Này Đại Đức, hãy đến, chúng ta sẽ vào làng hoặc thị trấn để đi khất thực. Sau khi bảo bố thí hoặc bảo đừng bố thí cho vị ấy, rồi đuổi đi, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị nói với vị tỳ khưu rằng: Này đại đức, hãy đến, chúng ta sẽ vào làng hoặc thị trấn để đi khất thực. Sau khi bảo bố thí hoặc bảo đừng bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi. Được sanh lên do ba nguồn sanh tội, trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị đi vào gia đình chỉ có cặp vợ chồng rồi ngồi xuống, được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kín đáo được che khuất được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ ngồi kính đáo được che khuất, được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội, là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo, được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị cùng với người nữ một nam một nữ ngồi ở nơi kín đáo được sanh lên do một nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của vị khi đã được thỉnh mời khi đã có bữa trai phạn còn đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn mà không thông báo cho vị tỳ khưu hiện diện được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị khi đã được thỉnh mời khi đã có bữa trai phạn còn đi đến các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa ăn mà không thông báo cho vị tỳ khưu hiện diện được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân do khẩu và do ý các tội vi phạm của vị yêu cầu dược phẩm trị bệnh vượt quá thời hạn thỉnh cầu được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị yêu cầu dược phẩm trị bệnh vượt quá thời hạn thỉnh cầu được sanh lên do sáu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do khẩu không do thân không do ý có thể sanh lên do thân và do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị đi để xem quân đội động binh được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị đi để xem quân đội động binh được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý, có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị cư ngụ trong binh đội quá ba đêm được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị cư ngụ trong binh đội quá ba đêm được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu các tội vi phạm của vị đi đến nơi tập trận được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội các tội vi phạm của vị đi đến nơi tập trận được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội có thể sanh lên do thân không do khẩu không do ý có thể sanh lên do thân và do ý không do khẩu các tội vi phạm của vị về việc uống rượu và men say được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị về việc uống rượu và men say được sanh lên do hai nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân, không do khẩu, không do ý. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị về việc thọc lét bằng ngón tay được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị về việc thọc lét bằng ngón tay được sanh lên do một nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Các tội vi phạm của vị về việc chơi giỡn ở trong nước được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị về việc chơi giỡn ở trong nước được sanh lên do một nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội là sanh lên do thân và do ý không do khẩu. Các tội vi phạm của vị về sự không tôn trọng được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Các tội vi phạm của vị về sự không tôn trọng được sanh lên do ba nguồn sanh tội trong sáu nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý. Các tội vi phạm của vị làm tỳ khưu kinh sợ được sanh lên do bao nhiêu nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội? Các tội vi phạm của vị làm tỳ khưu kinh sợ được sanh lên do 3 nguồn sanh tội trong 6 nguồn sanh tội. Có thể sanh lên do thân và do ý, không do khẩu. Có thể sanh lên do khẩu và do ý, không do thân. Có thể sanh lên do thân, do khẩu và do ý.